Trang rể Trung Quốc khiến netizen nước họ bất ngờ trước sự hiện đại của Trung tâm Thương mại Việt Nam. Các bạn thân mến, mới đây vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video của một trang rể Trung Quốc nói về Việt Nam. Trong video của mình, người này đã giới thiệu với netizen Trung Quốc về một trung tâm thương mại tại Lạng Sơn. Vậy cụ thể người này đã nói những gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trang rể Trung Quốc nói, hiện tại chúng tôi đang ở thành phố Lạng Sơn, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến mọi người một trung tâm thương mại khá lớn và cao cấp ở đây. Mục đích để cho mọi người thấy được các trung tâm thương mại ở Lạng Sơn như thế nào, liệu có giống như mọi người tưởng tượng hay không. Đầu tiên khi nhìn qua chúng ta có thể thấy được, nơi đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng, hầu hết những ngôi nhà đó được người dân tự xây dựng. Nhìn không khí ở đây cũng rất sống động, đây có lẽ là một nơi nhộn nhím nhất ở Lạng Sơn. Bên cạnh tòa nhà trung tâm thương mại là những căn biệt thự sang trọng, đặc biệt con phố này có rất nhiều quán ăn và quán cà phê. Phía trước là lối vào của trung tâm thương mại, nó có khác gì với Trung Quốc hay không? Ở tầng 1 chủ yếu là quán cà phê và khu trưng bày sản phẩm của một số hãng ô tô nội địa Việt Nam. Người Việt Nam cũng rất thích và ủng hộ hàng nội địa. Vì vậy, đây là thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam. Chính vì vậy người dân ở đây không có sự lựa chọn nào khác khi muốn ủng hộ hàng nội địa của mình. Trái ngược với Việt Nam, ở Trung Quốc có rất nhiều hãng xe nội địa, mọi người có thể tha hồ lựa chọn. Ở Việt Nam đa số xe hơi đều phải nhập khẩu nên có giá rất cao. Chiếc xe nội địa của Việt Nam này tuy là thương hiệu Việt, nhưng giá thành cũng không hề thấp như tưởng tượng. Có thể là hãng xe này muốn đánh vào thị trường cao cấp. Một phần nữa cũng có thể do nguyên vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, nên không thể bàn giá thấp được. Nhưng nhìn chung chất lượng của hãng xe này cũng khá ổn. Thanh thật mà nói, đây là một chiếc xe đẹp, nó có giá 1 tỷ đồng, gần 280.000 nhân dân tệ. Thương hiệu nội địa đầu tiên của Việt Nam thật sự ổn. Ngoài ra họ còn có một hãng xe máy điện của riêng mình, nhưng nhìn chung người Việt Nam vẫn thích đi xe Honda hơn. Ở trung tâm thương mại này có tổng cộng 3 tầng, tầng 2 có siêu thị, nó cũng sẽ bán mọi thứ giống như Trung Quốc chúng tôi. Ở đây vẫn có rất ít mặt hàng và không lớn bằng Hà Nội. Tầng 2 chủ yếu là khu bán hàng, nào là mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng thực phẩm, vân vân. Nghe nói doanh số ở đây cũng tốt lắm. Tầng 3 là nơi trang trí và ăn uống, ở đây có dạp chiếu phim và nhiều cửa hàng bán đồ ăn, nơi đây thu hút đông đảo giới trẻ đến chơi. Đó là những chia sẻ của chàng trai đến với netizen Trung Quốc. Sau khi video này được đăng tải, thì đã thu hút gần 250.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận của netizen Trung Quốc. Vậy họ đã nói gì? Thì bang song 1.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chiếc xe này do một công ty ở Thượng Hải thiết kế, về cơ bản linh kiện mua ở Trung Quốc và được lắp ráp tại Việt Nam. Bạn muốn hỏi tôi tại sao biết? Giảm sóc và không xe do công ty tôi cung cấp đó. Tôi nghĩ toàn bộ phụ tùng ô tô được nhập khẩu từ Trung Quốc và lắp ráp tại Việt Nam. Xe do Việt Nam sản xuất thực sự là xe lắp ráp, 80% linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Trung Quốc, giống như tàu sân bay Ấn Độ, các tấm thép của thân tàu đều được nhập khẩu, chưa kể đến các loại vũ khí và thiết bị khác. Nó còn được gọi là tàu sân bay nội địa không, cười to lên nào. Khí hậu Việt Nam tốt nhất nên bỏ xe nhiên liệu và phát triển trực tiếp tàu điện. Có rất nhiều tòa nhà cao tầng trên đường phố Trung Quốc và chúng không liên quan gì đến người dân bình thường. Một số người nói rằng chúng ta có tháp ngọc phương Đông, vạn lý trường thành, thiên an môn và tử cấm thành, nhưng cuối cùng ta phải mua vé mới được vào tham quan, thật nực cười. Các tòa nhà cao tầng ở các quốc gia khác đều có mối quan hệ với người dân bình thường, tất cả các danh lam thắng cảnh ở các nước khác đều miễn phí. Các tòa nhà ở Việt Nam nói chung là đặc biệt và đẹp, tốt hơn nhiều so với những chiếc lồng bê tông cốt thép trông giống như nhau ở mọi thành phố ở Trung Quốc. Sự phát triển của Việt Nam rất tốt, nếu bạn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong vài năm tới, bạn sẽ có lợi nhuận tốt hơn. Tôi ở khách sạn cạnh trung tâm mua sắm này được 15 ngày, vào tháng 12 năm ngoái, dân cư ít, xây dựng tạm ổn, ra phố ăn cơm mất 10 phút đi bộ. Tòa nhà trong thành phố này cũng rất đẹp, đi dạo trên phố cũng không buồn, sạch sẽ, thực tế là khá thoải mái, không giống với những ngôi nhà ở thị trấn trong nước, toàn bộ đều giống như những chiếc đinh ghim. Lạng Sơn là một thành phố lớn ở Đông Bắc Việt Nam, nhìn nó vẫn ổn, nó hiện đại và thịnh vượng hơn tôi tưởng tượng. Chiếc xe này có giá 280.000 nhân dân tệ là quá tầm với gia đình bình thường ở Việt Nam. Chưa cần nhắc đến Việt Nam, với giá 280.000 nhân dân tệ, ngay cả một gia đình trung lưu ở Trung Quốc cũng không thể mua được. Vì vậy, nếu các gia đình bình thường ở Trung Quốc không đủ khả năng chi trả, thì Việt Nam còn thua xa. Chưa kể với giá 280.000 nhân dân tệ, rất nhiều người ở Trung Quốc không đủ tiền mua. Ở Trung Quốc, đừng nghĩ anh ta có nhà lầu xe hơi thì giàu có, thực tế là anh ta không có tiền. Thành phố này tương đương với một quận nhỏ cấp trung và hạ lưu của Trung Quốc. Ở Việt Nam không có đèn giao thông, hãy cẩn thận khi sang đường, tất cả phải dựa vào đôi mắt, đôi chân của bạn và trái tim của bạn. Ô tô chủ yếu là xe nhập khẩu, ô tô lắp ráp ở Việt Nam trông như thế nào? Đất nước Việt Nam nhỏ bé đã phát triển nhanh chóng. Sự phát triển của Việt Nam trong hai năm qua quả thực rất nhanh. Nông thôn ở Việt Nam rất đẹp và được xây dựng đẹp, nhưng nhà ở thành phố thì lại hơi dài. Ở Việt Nam giàu giếm của cải, nước nghèo dân giàu, chúng ta thì ngược lại. Việt Nam muốn phát triển ô tô thì trước hết phải quản lý tốt xe máy, giao thông hỗn loạn quá. Việt Nam là nước ký kết nhiều hiệp định phi thuế quan, có đi có lại nhiều nhất thế giới, nên sản phẩm nhập khẩu thì tràn lan khắp nơi, Việt Nam tận dụng đặc sản này để trở thành công xưởng của thế giới mới. Bạn có thể mua Audi và BMW kép ở Trung Quốc với giá 280.000 nhân dân tệ. Với sự phát triển không ngừng của xe điện tại Trung Quốc, ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc đang lâm nguy chứ chưa nói đến Việt Nam, tham vọng của Việt Nam đúng là sinh vào thời xấu. Đừng coi thường người khác và đừng tự đánh giá cao mình, hãy nghĩ mà xem, 20 năm trước chúng ta không được như bây giờ, địa lý và môi trường bên ngoài của nước ta rất tốt, chỉ cần có chính sách tốt thì điều kiện sống có thể đuổi kịp hoặc vượt chúng ta, đó là tương lai không xa. Cảm giác khá giống Trung Quốc, mặc dù quang cảnh đường phố kém hơn một chút, nhưng người Trung Quốc vẫn có thể ở được so với Ấn Độ tốt hơn nhiều. Việt Nam đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây, tôi đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi có người thân đang kinh doanh ở đó, tôi cảm thấy tốc độ phát triển nói chung là rất nhanh. Ở các thành phố của Trung Quốc, bạn không được phép xây dựng nhà riêng của mình và cùng nhau xây dựng rất nhiều tòa nhà cao tầng, nó sẽ là một thảm họa trong tương lai. Tôi cũng không thích nhà cao tầng. Nhiều thành phố lớn của Việt Nam, không thua gì các thành phố loại 2 của chúng ta đang phát triển rất nhanh, tôi tin sẽ sớm đuổi kịp chúng ta. Mặc dù đây là thị trấn nhỏ của Việt Nam, nhưng theo nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì nhà ở và giao thông, phong cách xây dựng bất động sản rõ ràng là theo phong cách phương Tây, đây chắc chắn sẽ trở thành hướng phát triển trong tương lai của Việt Nam. Việt Nam đang phát triển rất nhanh và vẫn đang phát triển rất tốt. Các hãng xe máy Nhật rất tốt và đại đa số người Việt Nam mua hàng từ Nhật. Nhà thấp tầng, nhà tự xây là xu hướng tương lai. Cửa hàng Việt Nam đang phát triển tốt, khách hàng đi siêu thị ăn mặc thời trang đẹp. Việt Nam là nơi có tiềm năng phát triển và dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiên cường. Có thể phát triển thương hiệu xe hơi của riêng mình là một khởi đầu tốt, bất cứ ai phát triển đều phải bắt đầu từ đầu, mọi thứ đều khó khăn lúc bắt đầu, có lắp ráp còn hơn không. Nếu nó bán chạy, ngành công nghiệp ô tô sẽ từng bước được xây dựng. Mặc dù Lạng Sơn là tỉnh lỵ, nhưng quy mô thành phố của nó đang tương đối nhỏ so với các thành phố cấp huyện thông thường ở Trung Quốc. Siêu đô thị của Việt Nam ở Lạng Sơn đã sánh ngang với siêu đô thị của Trung Quốc ở Liêu Ninh. Việt Nam là một quốc gia thành công nhất trong việc sao chép nền kinh tế của Trung Quốc. Các chỉ số kinh tế khác nhau của Việt Nam tương tự như Quảng Đông, nhu cầu thị trường quốc gia tương đối mạnh. Người ta ước tính rằng sự phát triển tổng thể sẽ nhanh hơn chúng ta, Ngoài việc hỗ trợ bản thân, Quảng Đông còn hỗ trợ mấy tỉnh nội địa, còn Việt Nam chỉ tự nuôi mình, số tỉnh còn lại dùng để phát triển và kết quả cuối cùng là Việt Nam mạnh hơn Quảng Đông. Chẳng có chiếc xe nào của Việt Nam do nó phát triển và sản xuất, tất cả đều là mua linh kiện về lắp ráp, chẳng có gì đáng tự hào cả. May mắn thay, các trung tâm mua sắm ở Việt Nam đều có người Trung Quốc, ở Trung Quốc ngoại trừ khu vực ăn uống, về cơ bản không có người ở các tầng khác. Việt Nam tự làm ô tô, cạnh tranh ngành ô tô khốc liệt quá liệu họ sẽ tồn tại được bao lâu? Trung Quốc sẽ là vương quốc của ô tô trong tương lai. dẫn đầu về ô tô điện sẽ là Trung Quốc trong tương lai, vì Trung Quốc kiểm soát được pin. đừng sốc, Việt Nam cũng đã đi theo con đường mà Trung Quốc đã vạch ra trong nhiều năm cải cách và mở cửa. Tiến bộ là chuyện bình thường. Việt Nam cũng có thương hiệu xe hơi là Vinfast. xe này được thiết kế, Việt Nam thiết kế là một trường hợp. tôi không nghĩ nó sẽ tồn tại được lâu. mấu chốt là thị trường trong nước không đủ, ra ngoài khó phát triển, sẽ không có ai mua xe lắp ráp của Việt Nam. nói thật ô tô Việt Nam thực sự khác với ô tô các nước lớn phương Đông và một sự khác biệt là điều cần thiết. Hơn 90% ô tô Việt Nam là hàng nhập khẩu, thực tế trừ tấm tôn ra, còn lại đều là nhập khẩu từ Trung Quốc. Thực chất đây là xe lắp ráp. Gần như 100% linh kiện của ô tô, Trung Quốc được sản xuất trong nước. Người ta ước tính rằng Việt Nam sẽ hoàn toàn tự túc trong 50 năm nữa. Và điều đó phụ thuộc vào việc Vương quốc rồng có cho phép bạn tự túc hay không, đừng suy nghĩ nhiều, nó còn quá xa vời. Điện thoại thông minh của Việt Nam dường như đã đóng cửa vào năm ngoái còn ô tô tốt hơn một chút, dù sao cũng được bảo hộ bằng thuế quan cao, nhưng tôi cảm thấy thị trường Việt Nam khó đạt được mức hòa vốn. Không phải là vấn đề lớn, đối với các nhà sản xuất lắp ráp xe nguyên chiếc dưới dạng linh kiện, dù sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã đi con đường này, nhưng thị trường Việt Nam dùng lượng nhỏ, VinFast chỉ bán được 20.000 đến 30.000 xe trên năm là không đủ. Tại Trung Quốc, nơi có chuỗi công nghiệp ô tô rất phát triển, phải trên 200.000 đến 300.000 xe mới hòa vốn, doanh nghiệp ô tô Việt Nam tiếp tục đốt bao nhiêu tiền. Ngoài ra, ô tô Việt Nam dù chịu thuế cao, nhưng ô tô Việt Nam trong ASEAN cũng sẽ chịu tác động của các nhà máy vốn nước ngoài tại Thái Lan, Malaysia trong 2 năm tới sẽ chịu tác động của xe điện Trung Quốc. Đó là những bình luận của netizen Trung Quốc khi xem được video phía trên. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.